Xin chào cả nhà và xin chào và toàn thể và anh chị em thân mến và xin chào mà YouTuber của Nguyễn Tuấn một buổi tối và tràn đầy và hạnh phúc và bên gia đình và bên người thân và bên bạn bè và công việc và luôn luôn và thành công ạ. Hôm nay thì em chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình về thiền ăn bên bờ và vũ trụ và thông tin này thì mới nhất thì em đề cập và chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình hay và những mấy anh chị em ở trong nước và ngoài nước thì á mọi người đang mà yêu thương năm chú tiểu, mọi người rất là ủng hộ cho năm chú tiểu và ai cũng yêu mến trong thiền ăn bên bờ và vũ trụ chúng ta thì rất là nhiều đó. Thì nói chung là gì, họ là những con người tốt, là vị tốt, là họ được sống những gì hiện bây giờ là nó đang có hiện bây giờ và họ là cũng đang được và những mấy người trong mà gần sớm và gần nhà họ được và nó bao bọc họ luôn luôn và yêu thương và giúp đỡ trong thiền âm bên bờ và vũ trụ. Thì hôm nay thì em chia sẻ cho mà mấy anh chị em mình về mà một bạn hiện bây giờ thì chút xíu nữa thì em sẽ và nói tên thì cho mấy anh chị em mình và hiện bây giờ em sẽ và nói trước và em muốn mình nói cho mà mấy anh chị em mình hiểu như thế này. Bây giờ nè em hỏi mấy anh chị em nè, ở trong chùa thiền âm bên bờ và ở trụ là người ta ở ông trọng á là rất là nhiều là nó tượng Phật đúng không, rất là nhiều tượng Phật đó. Thì á nam chú tiểu này thì á được thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên họ dạy những điều hay lẽ phải, dạy những điều tốt và điều nó không tốt, nhưng á thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên đó đã lấy mà nguyên cái khăn là đã mà rửa sạch rồi, rửa khô rồi, cái khăn đó là cái khăn mà mới đàng hoàng luôn, cái khăn mới đàng hoàng luôn cổ trong mà thiền âm bên bờ quả chủ á, là cái khăn đó là nó đi mua ở ngoài chợ rất là đàng hoàng, rất là sạch sẽ. Và thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên cầm tháo nước rất là sạch sẽ và đưa cho mà hấp tâm, đưa cho mà những nam chú tiểu á và cả thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên á, những mà ni con giọng á họ nhúng vào xong rồi á là lau tượng Phật cho sạch và cho đẹp và lau tượng Phật lại cho thiệt là bóng lại và lau lại cho nó là đàng hoàng, đừng cho mà dơ nữa đó. Những ngày qua thì tượng Phật chổng thì á là nhiều người thì nói chung là gì không có ai lau hết. Và cái thứ ba và thầy Quang Nguyên và thầy Nhất Nguyên và hai sư thầy này phải đi mua khăn mới và khăn ở ngoài chợ và đưa cho năm chú tiểu mình được đứng ra lau và lau những mấy tượng Phật con và những mấy tượng Phật mà bự ở trong chổng thì nó rất là nhiều, lau cho sạch bóng lại đúng không mấy anh chị em, tại vì mà tượng Phật á, tại vì nếu mà mình không lau á sẽ và nó bụi thì nó cũng có dính bụi đúng không, thì á mình lau thì nó cho nó mới và cho nó bóng mà đúng không, mình lau để cho nó bóng và cho nó mới đàng hoàng thì cái đó á, ai thì cũng đều mong muốn những gì sạch và những mà cái gì mà nó mà không sạch đúng không mấy anh chị em, cái gì sạch thì mình giữ, cái nào dơ thì mình bỏ đúng không đó. Nhưng mà ở đằng này thì á rất là nhiều người đang mà nó mà quy chụp, nó mà nó tạo dựng mà thông tin mà nó đứng lên, nó mà còn mà quy chụp và nó xuyên tạc và nó nói như thế này thầy Hoàng Nguyên đưa cho mà mấy cái khăn nhưng mà dơ đó thì á đưa cho năm những chú tiểu đó mà đứng lên mà bôi nhọn và bôi lên mà lau mình lên mà những các mà bên mà chỗ tượng Phật nhỏ. Em hỏi mấy anh chị nè, người ta chạy đi ra ngoài chợ, người ta mua khăn mới đàng hoàng, người ta làm cái thao nước mới đàng hoàng, người ta mới dám lau đúng không mấy anh chị em? Đằng này mà gì đâu mà họ mà nhìn như mà thế nào nữa em không biết nữa, họ có nhìn mà nó có kỹ mà hay không nữa đó.
rồi họ đứng lên họ nói là đưa khăn nhưng mà cho 5 chú tiểu lao là khăn là cái khăn dơ. Em nói mấy anh chị em nè, những người nào á mà đang á ganh ghét trong thiền âm bên bờ và vũ trụ á, những người nào á và bôi nhọ về cho mà 5 chú tiểu á và những các chư thầy vọng á, em nói thiệt những mấy người đó luôn á là hoàn toàn á không bao giờ tốt thật sự luôn. Những người xấu lúc nào cũng mà nó gình gặp và những người nào cũng đang mà đứng đằng sau lưng họ muốn mà đi mà lục đục, họ muốn mà coi những trong mà thiền âm bên bờ và vũ trụ họ là như thế nào, họ đứng ra rồi họ đi mà moi móc và họ mà bôi nhọ người ta không à. Em nói mấy chị nghe đó, chứ mà bây giờ em hỏi mấy chị nè, trong thiền âm bên bờ và vũ trụ từ đó đến giờ thì á rất là nhiều người mà cũng là ủng hộ 5 chú tiểu này, từ đó đến giờ thì cũng bên mà thi mà thách thức trên hài đó thì á, bạn bè trong nước và ngoài nước thì người dân thì ai cũng ủng hộ rất là nhiều đó. Nhưng mà trong khi đó chuyện mà trong tỉnh Thất Bồng Lai á, mà chuyện mà của Diễm My á nó đang mà lục bùng đi á đó. Cái mà bắt đầu thì á những mà mấy người nào á và đang mà bôi nhọn á thì ở trong mà tỉnh Thất Bồng Lai á, những người đó mà lúc đó đó là họ là cũng là đang ở bên thiền âm bên bờ và vũ trụ. Bây giờ mà thấy như vậy á, họ đi xa ra, họ tránh xa ra rồi họ quay đầu lại rồi họ mà bôi nhọn qua lại trong mà thiền âm bên bờ và vũ trụ, bôi nhọn 5 chú tiểu. Em hỏi mấy anh chị em nè, 5 chú tiểu họ là con nít đó, họ là con nít, con nít là không có tội đúng mà mấy anh chị em, con nít gì đâu mà mình không được bảo vệ họ thì mình đừng có làm đúng không mấy anh chị em, con nít là không có tội như thế nào hết đó. Như mà phát tâm nghi tâm những mấy đứa trẻ kia họ mà đóng bộ phim và họ diễn hài cũng rất là hay và đem lại những và cái nụ cười họ đem lại những cái mà niềm mà yêu thương của mà cái tiếng cười cho mà những mà nguyên cả nước mình là nguyên là khán giả và cười và yêu mến như thế nào thì mấy anh chị em thì mình cũng đã biết rằng. Và năm mà chú tiểu này đó, từ đó giờ năm chú tiểu này thi thách thức trên hài đạt giải là rất là cao, đạt giải những rất là giải nhất là số tiền rất là lớn thì rất là nhiều đó. Và Khánh Thành và Trường Giang thì cũng yêu quý năm chú tiểu này và những mà mấy người khác thì cũng vậy nữa đó. Em nói mấy anh chị em nghe nha mà như vậy. Em hỏi mấy anh chị em nè, từ đó đến giờ á em thấy rằng trong tỉnh Thất Bồng Lai á họ bị rất là nhiều mà ở ngoài trên xã hội bị những nhiều người trên mà chỗ ở trên mạng rất là nhiều họ đang mà quy chụp là bôi xấu họ rất là nhiều. Nhưng mà trong khi đó mà thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên và những mấy người ông chổng họ không bao giờ và nó đụng chạm những ai mà ở trên mạng xã hội và họ không đụng chạm ai và những mấy người khác. Nhưng mà mấy người khác tối ngày vào đi mà nó moi móc người ta ra không à. Nhưng mà em hỏi mấy anh chị, những mấy người đó đó đứng đằng sau lưng á họ đi và nó làm như vậy là như thế nào, là như thế nào mà mấy anh chị em, có phải là họ là người xấu đàng hoàng không? Những người xấu là họ mới làm như vậy. Em thật sự những người mà ăn ghen mà nó tức ở nhưng mà đến cả và 5 chú tiểu mà họ cũng đem ra và họ nói luôn đó. Những người đó là ăn ghen là nó tức ở đàng hoàng luôn nó. Mấy anh chị em hôm nay á, thì em nói như thế này và hôm nay thì em cũng nói và gửi đến một video này đến cho mà một bạn hiện bây giờ ha. Cái bạn này tên là Đề Thường mà chỗ TV nè. Bây giờ là em nói là đến một tên thì tên này luôn nghe mấy anh chị em. Bạn này tên này là Đề Thường là TV gì đó. Bạn Đề Thường TV bây giờ là mình hỏi bạn như thế này. 5 chú tiểu của ông chồng
Và những mà mấy siêu thị ông họ có làm mà những gì mà bạn không, họ có mà đem chuyện của bạn, gia đình của bạn ra nói không, và họ có mà đem chuyện của bạn, đệ tử của bạn ra nói không? Như trong trường phạt 50 triệu lao là hoàn toàn là nước sạch và mà nó khăn mới đàng hoàng, nhưng mà bạn dám nói, đứng lên bạn nói rằng là mà lấy khăn mà dơ ở đâu đó, gọi nhúng nước dơ ở đâu đó và đem lên lao cho tượng Phật và những mà mấy bức tượng giống, mình cũng nói cho bạn nghe như thế này nghe. Bạn á, ở đằng sau lưng và bạn đi con đường bạn quá sai rất là nhiều, và cái thứ ba và bạn đang ganh ghét và ăn ghen và nó mà ức ở, bạn ganh ghét trong hiện ở bên ngoài vũ trụ rất nhiều, và bạn làm những chuyện gì đó và bạn muốn và quy chụp cho họ là làm những điều sai mà cho những mà mấy người kia đang ganh ghét họ nó và hiểu sai vậy họ. Đề thường đi quy mình nói cho bạn nghe này, bạn sống thì bạn phải có là nguyên cái đạo đức, nguyên cái con người bạn sống phải có biết và có cái lương tâm cho mình. Bạn đừng có mà đem chuyện trong mà thiền âm bên vào và vũ trụ bạn đem ra bạn moi móc và xuyên tạc, và bạn đừng có mà moi móc những gì chuyện gì trong mà 50 triệu đem ra bạn nói nữa. 50 triệu á, đáng lẽ ra bạn là người lớn và nó cũng như tôi nè đó, cũng như mình nè, mình cũng rất là yêu quý 50 triệu rất là đàng hoàng, dù mà 50 triệu dù mà có sai hay là có đúng, nhưng mà mình là người anh và mình là người em, mình là người anh hay là mình người chị người chú, mình phải là độ lượng và mình phải là bỏ qua, mình phải bỏ qua cho họ tại vì mình không có nói đó. Nhưng mà mình muốn nói, mình muốn trách á thì á mình phải tìm đúng mà cái thông tin đúng và sự thật, và mình tìm đúng về thông tin về cho nó chính xác đàng hoàng thì bạn nên và bạn nói nha, nói thế nào nha cho và đúng sự thật nha. Đời thường á nói thiệt luôn, bạn bạn đừng có lấy tên mà chủ đề thường nhục lắm luôn á, mình nói thiệt bạn lấy tên đề thường nhục lắm, bạn phải đổi tên khác để đi, đừng lấy tên đề thường, lấy tên đề thường nhục lắm. Bạn lấy tên đề thường bạn lên đây bạn mà quy chụp cho mà thiền âm bên và quả trụ và bạn mà đi nói xấu 50 triệu, năm năm chú tiểu trong chổng đó là họ đâu có làm gì bạn đâu đó. Họ đâu có làm gì bạn đâu mà bạn đi mà tối ngày mà bạn nói tao hoài. Hôm nay thì mình lên đây thì mình nói đó là mình nói cho bạn nghe như thế này đặng cho bạn hiểu bạn là cũng là người anh người chị chuyện 50 triệu thôi, mà bạn cũng đứng lên bạn cũng là quy chụp họ là như thế này họ như mà thế kia, và bạn cũng nói mà thầy mà ông nội nữa, thầy ông nội năm nay 89 tuổi gần 90 tuổi rồi đó mà bạn dám đứng lên bạn nói là thầy ông nội á, là nói là hai mà đứa trẻ mà sơ sinh á là mà chấm chỏng á là con của thầy ông nội nữa, bạn nói như vậy thì bạn không biết mà nguyên cái lương tâm của bạn là như thế nào hả? Bạn ăn nói đàng hoàng, bạn phải nói chuyện cho nó chính xác đàng hoàng, đừng có mà ăn nói mà cái mà thu lỗ mà cái mà đi vu khống cho người ta. Mà hai bé sơ sinh chổng á ai thì cũng biết rất là nhiều rồi, được những mà thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên và họ được cha mẹ những người kia họ gửi vào trong chùa họ cho ăn và cho uống và cho và nó chăm sóc những ngày qua rất là nhiều và ai thì cũng biết hết. Bạn nói á, là hai trẻ sơ sinh nữa thầy con cửa mà thầy ông nội bạn đang quy chụp là cho họ, bạn làm như vậy con đường của bạn đi càng ngày càng sai, bạn không bao giờ bạn làm đúng như thế nữa. Bây giờ em hỏi mấy bây giờ em hỏi mấy anh chị em nè, nếu mà mấy anh chị em á mà có coi á
Mà bên mà kinh của đề thường á thì á, mấy anh chị em mình thì sẽ hiểu thôi nó. Và những mấy anh chị em á, mà nếu mà có biết hoài kinh của năm chú tiểu á, thì á, mấy anh chị em mình qua kinh năm năm chú tiểu của thầy Nhất Nguyên Hoàng Hoàng Nguyên á, coi á, trong trọng á, họ làm những gì và họ như thế nào và họ làm ra sao, thì á, mấy anh chị em qua hiểu về ở trong kinh của năm là chú tiểu thôi, mà nó thật sự là như vậy đó. Những người nào và đang đứng đằng sau lưng và đang đứng và núp bóng và đang đứng và đang mà nó xúi những mấy người khác á đi mà quay lại á, mà chửi mà trong mà thiền âm bên và vũ trụ á, và chửi những mấy người khác á, mấy người đó hiện luôn á, em nói thật sự sau này thiệt á, quả báo á, thiệt á, em là gặp đó mà nó rất là nhiều. Gieo nhân nào mình gặp quả báo đó, mình nói ai thì mình phải có mà có bằng chứng đàng hoàng, mình nói ai mình phải có mắt và nó có chứng đàng hoàng, và mình phải lại đến chỗ và mình phải đến nơi đàng hoàng và mình tìm hiểu thông tin đâu ra đó, đâu là đúng và đâu là sai đó. Chứ bây giờ em hỏi mấy anh chị em nè, không phải là em nói như thế nào và em nói cho những mấy anh chị em mình hiểu đó, những ngày qua và trong thiền âm bên bờ và vũ trụ và bên thầy mà Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên á, cái kinh này thì cái kinh của Nam Chú Tiểu mà lúc trước á, thì á, là bên chỗ thiền âm á, là gọi là chỗ mà cái tỉnh Thất Bồng Lai đó, cái tỉnh Thất Bồng Lai là ở thì ở mà trong chỗ Long An á đó. Sau này thầy ông nội những các chị thầy ông đổi lại là bên là thiền âm bên bờ và vũ trụ đó. Đổi ở trong Tết rồi, bây giờ qua Tết rồi, những người ông dõng người ta muốn mà đang đang tu tâm là nó đang tu nó tại gia, họ là không bao giờ muốn đụng chạm những ai hết và họ không bao giờ muốn mà đi mà làm như thế nào hết đó. Tại vì trong chuyện đó là chuyện của mà trong cái tỉnh Thất Bồng Lai, là trong khi đó mà em cũng nói cho mà mấy anh chị em mà nghe như thế này, trong tỉnh Thất Bồng Lai đó là chuyện đó là của gia đình của Diễm My nha đó. Diễm My đi vào chung mà, nhưng mà tỉnh Thất Bồng Lai á là Diễm My là muốn cạo đầu thì Diễm My tu ở trong chùa, nhưng mà trong khi đó là gia đình của Diễm My là không cho, tại vì lúc đó Diễm My còn đi học, tại Diễm My đã quyết định là đi đi vào vụ mà tu đó trong tỉnh Thất Bồng Lai đó. Rồi sau này á gia đình Diễm My và đi xuống và kêu và Diễm My về và đặng còn đi học nữa đó, thì á cái mà mỗi chuyện đã nói như vậy thì á, đã ở đằng sau lưng rất là nhiều người và nó muốn mà quy họ đứng lên họ chửi trong mà thiền âm bên bờ và vũ trụ, và họ đi mà nó chửi những thầy Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên và những các sư cô giọng và nói đến cả thầy ông nội và nói đến cả năm tiểu luôn đó, là cái mọi chuyện là nó như vậy đó. Tại vì là những mấy người đó là họ không có hiểu, họ không có biết những câu chuyện gì trong mà tỉnh Thất Bồng Lai, họ chỉ ở nhà lên mạng và xem thôi, và họ đứng ra và họ nói là hoàn toàn là nó không có đúng sự thật và hoàn toàn nó không có và nó chính xác như thế nào hết luôn đó. Nhưng mà nhiều người nghe mấy anh chị em ở trong nước và ngoài nước họ rất là yêu hơn năm chú tiểu rất là nhiều, và trong khi đó mà nó em nữa nè, trong đó em cũng thương năm chú tiểu rất là nhiều, và những các và thầy Hoàng Nguyên và Như Nguyên họ làm những điều đúng và quyết đúng và không bao giờ làm chuyện gì sai, họ mở lòng thì nó mà bao dung độ lượng, họ mở lòng là nó từ bi như thế nào, và mấy anh chị em á là mấy anh chị em á đi lại chỗ tỉnh Thất Bồng Lai đi và mình cũng biết họ như thế nào đó, và họ mà nó sống như thế nào. Những người dân ở ông á ở tỉnh Thất Bồng Lai á ở gần nhà người ta nói như thế này, họ sống rất là bao dung và độ lượng và họ làm những gì và mà nó mà cho xã hội và nó mà có ích không à đó. Nhưng mà những người dân ở chỗ đó có khi người ta đi lại chùa người ta còn giúp đỡ cho đồ gửi đồ cho đồ, nhưng mà họ còn thấy những gì hư
hay là cái gì mà thiếu thốn họ cho và họ sửa như thế nào nữa nó đề thường nè bạn bạn đừng lấy tên đề thường như vậy là nhục lắm. Bạn lấy tên đó là đi mà nó mà moi móc á, bạn 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 lấy tên đổi tên lại đi đã moi móc á, chuyện của nó là mình thấy là nó hợp lệ cho bạn là hoàn toàn là như vậy. Nhưng mà trong đoạn video này thì em cũng nói như thế này và em cũng tâm sự cho mà mấy anh chị em và nhưng hay như vậy và mấy anh chị em nào và nếu mà thấy hay và trong đoạn video này thì mấy mấy anh chị em mình và nhớ và bấm nút và nói đăng ký cho em và cái hai và cho em lời lời và nói nhận xét ạ. À. Bây giờ em cũng máy bay mấy anh chị nghe. Hôm nay thì em chia sẻ về mà thiền âm bên bờ và vũ trụ và thông tin này mới nhất cho mà mấy anh chị em mình nghe luôn nha. Máy bay mấy anh chị em.